con để ba xuống để hay cứ cầm ba thế cũng được. Để lấy lá mắc mật đã, nha, để lấy lá đã nha. Xin chào các bạn nha. Mình chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Bản sắc dân tộc của vợ chồng mình. Hay à, con chào được các bác à? Ở đây không chào đâu con này. Không chào được đâu con ạ. Đây là một cái chân giò lợn các bạn ạ. Chân giò con lợn đây. Để tí nữa mình sẽ đeo về nướng, nhưng mà mình sẽ lấy cái lá mắc mật ạ. Đây lá mắc mật của nhà mình đây. Cây đây. Đây cả tí nữa qua bên kia lấy một cái cây vầu. Tí vợ chồng với cả cháu lên trên cái chỗ trên đỉnh đồi sau nhà mình đây này. Mình lấy về nướng nhé các bạn nha. Ở trên đấy nó thoáng. Củi các thứ kiếm nó cũng dễ. Cá đều đấy nhỉ bằng này. Ừ, vừa vừa. Nhét vào cho các thương. Rơi xuống đấy con ạ. Mẹ rơi xuống. Mẹ. Đây để mẹ. Để mẹ lấy, để mẹ lấy. Nhét vào trong này. Mẹ cầm nhá. Xong qua kia lấy cái vầu. Lấy cây vầu đó các bạn ạ. Cây tí nó xiên qua. Có cây như này. Cây tận gốc cũng được. Tận gốc qua. Cây này đều cứ để nguyên cả hết đi, sợ. Được đấy nhỉ. Ừ. Đấy rồi. À, xuống đây được á. Chợ ông, con chợ ông. Con nhìn đường mới được. Con chợ ra trên nếu. Ừ. Chồng mình vừa lên cái đỉnh đồi này các bạn ạ. Mẹ đâu? Hả? Mẹ ơi, uống nước lắm. Uống nước à? Uống nước. Khát nước lắm mẹ. Trên này nó râm mát các bạn, thoáng. Đây là từng cây bạch cây treo. Bên kia bạch đàn nhé, ở chỗ ngay dưới trước mặt các bạn này khai thác rồi nhé các bạn. Mình sẽ phải cuốc một cái lò, kiểu lò vào đây các bạn ạ, để cho nó giữ nhiệt đấy. Rồi nó tín mình gác qua về hai bên này để mình nướng. Mình sẽ cho than vào trước các bạn ạ, cho củi vào lấy thành than trước để tí nữa mình chuẩn bị có than nướng là vừa đấy. Bỏng đấy con ạ, để mẹ. Được rồi. Để dưới đất này này. Để tí đổ đấy. Chỗ này nó mới sôi nha anh ạ. Nóng là được mà không cần sôi đâu, để dưới đất.
để vần vần vào. Cái này vần vào nóng này thì mình rửa mà. Mình vừa đốt lửa lên các bạn ạ. Bây giờ sẽ lấy gia vị ra, ra băm đã. Gia vị là có hành củ này với lá bông mật thôi. Lá mật vừa lấy đây. Còn cái chân giò này đây các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ phải rạch vào trong này đã. Mẹ xin nó to. Tách lấy cái phần xương này ra để lấy cái đấy. Mình sẽ phải tách cái phần thịt ra bạn ạ. Ôi, tìm thấy quá. Tách thịt cho xương ra. Mẹ đi qua con khỏe ngay. Bố chú. Thế mình chỉ rạch ra như này các bạn ạ. Đấy. Kiểu như này xong tí nhồi mà nó mượt vào trong. Còn cái xương này mình sẽ tách ra cũng được thôi, cắt ra cũng được thôi, nhưng mà để cái điểm tì để mình buộc cái cây vào cho nó dễ đấy các bạn ạ. Con cầm lại nhá. Hôm nào đưa con Nhi đi nhà bóng nha. Được không? Đi nhà bóng này. Đúng rồi. Bố buộc cái này nha. Được không? Bố không tí nữa là con mượn kìm của bố, bố cắt nha. Giờ mình sẽ nhồi hết gia vị vào trong các bạn ạ. Mình cắt như thế là nhồi được nhiều gia vị đấy anh ạ. Nhồi tận trong. Đấy, thế thôi. Thế chắc không tuột ra được rồi. Bây giờ rửa qua thịt à? Bây giờ rửa qua nước. Bây giờ mình sẽ rửa qua nước các bạn ạ, nước nóng. À, con cầm cho xoay cho bố nha. Tôm được việc đấy nha. Rửa qua một lần nước nóng cho nó căng cái da ra các bạn ạ. Nướng thôi, mình cho vào lửa một lúc để cái này nói chung là cho vào một lúc để nó khô không lấy ra lấy màu nha các bạn nhé. Ở video mình khá là nhiều video, cái clip mình làm kiểu vậy rồi mình sẽ chỉ sơ qua thôi nhá, mình giới thiệu sơ qua thôi, mình không quay cái cảnh pha chế màu đâu nhá. Rồi ra lấy màu rồi. Nào, con ơi xanh trang cho bố với. Xanh ra lấy màu đây. 1, 2, 3. Cái này mà lấy màu bằng mật ong nha các bạn nhé. Mình lấy màu bằng mật ong. Tại vì ở kênh mình cũng khá là nhiều video mình giới thiệu chia sẻ cái cách lấy màu rồi. Mình sẽ không quay kỹ cái phần pha chế màu nhé. Mình chỉ giới thiệu sơ qua là mật ong nha, pha với loãng với nước thôi nhé các bạn nhé. Con đi ra
bôi. Bố bôi mỡ đây nhá, tôm nhá, bố bôi mỡ vào đây nhá. Bố bôi đây này đấy. Đây bố bôi mỡ đây. Con gà ngủ chưa, tí nữa mình bắt con gà để thịt mới được. Nhờ. Lên màu dần rồi đấy. Mẹ gà ngủ tí nữa bôi. Đấy con gà ngủ chưa. Tí nữa bôi để chờ bố bố bắt đã nhỉ. Bắt về mình thịt nhờ. Mình quay luôn con gà. Đây ra mọc rồi mình lọc rồi và kia là nó ra nó mỏng rồi. Con trai của ai? Của mẹ. Mẹ gì? Mẹ. Cái đằng đằng kia nó cong cong ấy, nó không vướng than ấy, hướng lên anh xem cái cho nó lên màu chưa. Đưa đi. Gần lên màu gần hết chỗ đấy rồi. Gần chín rồi các bạn ạ, thơm phức rồi. Đây các bạn nhìn thấy màu đẹp chưa, màu vàng vàng chưa, nó cũng gần chín rồi, chuẩn bị lấy ra thôi. Than nó hơi yếu rồi, dòng ra mỡ nó không chảy dòng dòng ấy. Cụ tôm mới đang uống sữa. Cô chào các bác chưa? Này bị thi rồi, đã say sữa, chuẩn bị mang ra được rồi. Chín rồi các bạn ạ. Đây mình để đây đã tạm đây, xong rồi mình rửa qua thớt ạ. Nước nóng vừa thiêu vừa kia rồi. Cái này là nước nóng rồi nhé các bạn nha. Thiêu vừa để lên than lửa ấy. Nóng rực. Đây, không ngút này. Ờ, để đây cho bố nhá. Nào lấy ra chiến thôi. Thơm quá rồi. Thơm lắm rồi. Nào con để thớt xuống. Ngon không? Con thích ăn không? Thơm quá. Con ăn không? Thơm thế. Chỗ này giòn này. Giòn. Gia vị ở đây luôn này. Tôi mời các bác chưa? Con mời các bác. Tôm chiến chết rồi nhỉ. Ui chỗ này giòn thế. Ngon không? Chanh đào ngon quá. Chanh ấy, nước chanh ấy. Con mời các bác, mời các bác chứ. Mời các bạn nhá. Ừ, ngon lắm các bạn ạ. Thơm lắm rồi. Thơm lắm ấy. Bì cũng giòn phết. Ngon không? Thịt ngọt hết nhở. Gia vị ngấm mà ngon lắm. Ăn trên này nó mát mẻ nữa. Có phim mẹ gì? Không thích miếng thịt. Nó con lấy miếng nào thì lấy nhỉ? Ăn miếng nào? Ăn miếng đây. Nó con lấy ạ. Nó lấy ạ. Lấy đi. Thích không? Thích trên một tí. Còn trên một tí không? Mẹ ăn này. Lắm mật là nó ngấm mà thơm lắm các bạn ạ. À. Các bạn nhìn thấy chưa? Viên lá ở trong. Lắm luôn nhỉ.
da ăn giòn giòn ghê nhỉ. Da cũng khá là giòn. Con ăn mì nào? Mì to thế, ăn mì to bố thế nào? Có ngon không? Nóng không? Chuan. Đây các bạn nhìn thấy nhỉ, gia vị nó vào như thế này cơ mà. Xin kỹ hết rồi. Rất là ngon các bạn ạ. Thơm lắm. Mình cảm giác làm này nó cũng ngon đấy. Có thời gian các bạn có thể làm canh này cũng được nhá. Hoặc là các bạn muốn nướng theo kiểu các bạn thì có thể nướng. Mình thì còn khoái ăn kiểu dạng như vậy các bạn ạ. Ăn nhỉ, ngọt lắm, em thấy ngọt. Như này ngọt phết. Thôi chắc có lẽ thì mình cũng xin khép cái clip mình tại đây thôi các bạn ạ. Nếu mà các bạn thấy video mình hay và bổ ích thì hãy cho mình xin một like, một chia sẻ và ấn đăng ký kênh để ủng hộ vợ chồng mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Mình chào các bạn nha. Tôm chào các bác đi Tôm. Mình chào các bác.